này là món gì ha? Ấy đi chơi về rồi hả gì? Đi nước tuyết vui quá. Chắc năm tới con dẫn Diễm Quỳnh đi quá. Bánh chưng chiên đây, mày vô, mày vô. Dạ lâu lâu ăn thì ngon gì, nhưng mà dầu mỡ. Thì bánh chưng mình ăn ngán quá, giờ mình chiên ăn nó gì? Mỗi bánh chưng ăn nguyên cái ăn ngán quá, lấy ra chiên. Bánh chưng con mua cho gì đó, giờ mình chiên lên mình ăn. Ra cái khuôn mình chiên từ từ cho nó giòn. Bánh chưng gì ơi, con chiên nó vậy á. Lật mặt qua, lật mặt lại. Ngon bổ rẻ. Bánh chưng chiên mại vô, mại vô. Ok.